Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc tuyên bố ly hôn, bỏ nhà nếu chồng làm giám đốc nhà hát kịch. Ngày 14 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc được bổ nhiệm làm giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Tuy nhiên, vào năm 2017, vợ anh đã tuyên bố sẽ bỏ nhà, bỏ chồng nếu Xuân Bắc giữ chức vụ này. Cách đây 25 về trước, showbiz Việt đã dậy sóng trước loạt ồn ào của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, Nguyễn Hồng Nhung và nghệ sĩ nhân dân Anh Tú trên sóng livestream. Chị Nguyễn Hồng Nhung đã chỉ đích danh trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép loại cô khỏi hội đồng chấm thi. Tuy nhiên, nùi xùm này lại bị cho là có tình hướng mũi dư luận nhằm giúp cho Xuân Bắc dễ dàng tranh cử vị trí giám đốc nhà hát kịch Việt Nam vào thời điểm ấy. Trong nhiều bài phỏng vấn lẫn phát ngôn trên mạng xã hội, vợ của nghệ sĩ Xuân Bắc đã thẳng thừng tuyên bố rằng: "Tôi cấm ông làm giám đốc, nếu ông làm giám đốc tôi bỏ nhà, bỏ chồng. Ông làm phó thôi, đã mất mặt rồi. Nếu làm giám đốc thì tôi xác định mất chồng. Tôi tuyên bố luôn là sẽ chia tay nếu anh ấy làm giám đốc." Khán giả khuyên Nguyễn Hồng Nhung thời điểm ấy nên tiết chế phát ngôn của mình. Sau nhiều năm yên ắng, mới đây cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại tuyên bố của chị Nguyễn Hồng Nhung khi chồng cô vừa trở thành tân giám đốc mới của nhà hát kịch Việt Nam. Thậm chí không ít ý kiến còn bày tỏ lo ngại liệu lời thề độc năm nào có được thực hiện hay chỉ là giận quá mất khôn. Chia sẻ: "Có thể tôi có cách đấu tranh trực diện công khai, không giống như mọi người, đơn giản. Tôi không muốn mình làm sai với những điều đã dạy sinh viên, vân vân. Sáng nay tôi lên lớp dạy, bàn ghế không có, sinh viên phải lấy tạm ghế băng ngoài bãi phế thải ở chân cầu thang ngồi. Điều này sẽ có minh chứng. Nhưng đầu tiên tôi nói là việc danh dự của tôi trong đợt chấm thi vừa rồi, năm 2016, năm 2017. Tôi được chỉ đạo là không ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp. Tôi không biết lý do tại sao, làm sao. Nhưng khi được hỏi ra thì đây là chỉ đạo của ban giám hiệu. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì không phải chỉ đạo của ban giám hiệu mà có sự can thiệp của cộng tác viên là anh Tú, vợ Xuân Bắc, uất ức." Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.